Trong video lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách setup DJI Osmo 4 trong lần sử dụng đầu tiên và mô tả cách sử dụng sản phẩm. Đầu tiên, mở hộp đựng sản phẩm, lấy DJI Osmo 4 và tất cả những phụ kiện đi kèm của nó ra ngoài. Trước khi sử dụng, bạn vui lòng tải ứng dụng DJI Mimo. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể chọn kẹp đỡ hoặc ring nam châm để gắn điện thoại của bạn lên trên gimbal. Lắp ráp tripod, căn chỉnh vít của tripod 1/4 inch ở dưới đáy của gimbal. Tiếp tục xoáy vít cho đến khi hai điểm thẳng hàng. Sau đó, dựng chân của tripod lên. Gắn điện thoại vào kẹp nam châm. Gắn kẹp nam châm vào phần trung tâm của lưng điện thoại và hãy lưu ý là logo DJI và camera phải cùng hướng. Mở gimbal lên, gắn điện thoại vào gimbal thông qua nam châm trên kẹp và trên gimbal. Sau đó đính nó vào Osmo 4. Đối với những điện thoại có kích thước nhỏ như iPhone SE với độ dày nhỏ hơn 7.5mm và trọng lượng nhỏ hơn 160g, hãy gắn thêm miếng silicone vào kẹp đỡ trước khi sử dụng. Gắn điện thoại với ring đỡ có nam châm. Hãy tháo ốp điện thoại ra trước khi bắt đầu thao tác. Bước 1. Làm sạch bề mặt lưng điện thoại bằng miếng lau đã được cung cấp sẵn và đợi cho tới khi nó khô ráo hoàn toàn. Gắn miếng sticker vào phần trung tâm mặt sau của điện thoại, miết sticker để loại bỏ bọt khí ở trong. Bước 2. Đặt miếng hướng dẫn căn chỉnh lên lưng điện thoại, điều chỉnh sao cho nó nằm ở vị trí trung tâm của mặt sau điện thoại. Bước 3. Dán ring đỡ có nam châm vào lưng điện thoại, ép xuống để ring dính chắc. Bước 4. Gỡ bỏ miếng hướng dẫn căn chỉnh. Sau khi gắn ring, bạn cần phải đợi 12 tiếng, sau đó mới có thể sử dụng để gắn vào Osmo 4. Cũng giống như kẹp đỡ, bạn chỉ cần gắn ring vào DJI Osmo 4 nhờ vào nam châm. Nhấn và giữ nút M để khởi động gimbal. Khi Bluetooth đã sẵn sàng trên điện thoại của bạn, hãy khởi chạy ứng dụng DJI Mimo, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản DJI của bạn và sau đó chạm vào màn hình để bắt đầu hoạt động. Sau khi kích hoạt xong, chạm vào biểu tượng camera ở góc bên trái màn hình để hiển thị camera view. Nhấn nút M một lần để chuyển từ chế độ chụp ảnh sang quay video. Nhấn nút M hai lần để chuyển từ chế độ landscape sang portrait. Đẩy thanh công cụ thu phóng lên hoặc xuống để phóng to, thu nhỏ hình ảnh trên camera. Trượt joystick lên hoặc xuống để điều chỉnh độ cao thấp của gimbal và trượt sang hai bên để điều chỉnh gimbal xoay trái, xoay phải. Ấn trigger 2 lần để gimbal về vị trí ban đầu. Ấn trigger 3 lần để chuyển đổi camera trước, sau. Nhấn vào nút quay để bắt đầu ghi hình video. Ấn và giữ nút M cho tới khi bạn nghe thấy tiếng beep là gimbal đã chuyển sang chế độ chờ. Ấn trigger 1 lần để thoát chế độ chờ. Ấn và giữ nút M cho tới khi bạn nghe thấy 2 tiếng beep là gimbal đã được tắt nguồn. Khi đã sử dụng xong Osmo 4, gỡ bỏ điện thoại và đưa gimbal về trạng thái như trong hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.